Em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Buổi trưa hôm nay nhà em sản xuất tôm súp cách nhiệt 3 lớp. Đây là cái sản phẩm hiện nay bên em cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Trong mùa hè nắng nóng này, cái nhu cầu sử dụng tôm súp này tăng đột biến. Mỗi một ngày bên em sản xuất khoảng hơn 1.000 mét tôm súp để sản xuất thị trường. Sản phẩm bên em là sản phẩm tôm súp 3 lớp, bao gồm một lớp tôm lành màu được cắn sóng, dạng 6 sóng, 11 sóng hoặc là con sóng ngói ruby. Thứ hai, lớp thứ hai là lớp súp hóa học TU dày 1/6 đến 3/2. Cái lớp này thì được tạo ra bởi phản ứng giữa iso và poly, rất là thân thiện với môi trường và an toàn chống cháy. Thứ ba nữa là một lớp giấy bạc hoa văn hình cánh sen như quý vị thấy ở trước mắt đây. Đây là lớp thứ ba, lớp giấy bạc. Khi mà lợp thì cái lớp này sẽ quay vào trong nhà của chúng ta. Lớp này, cả ba lớp đều có cái tác dụng của nó đều là cách nhiệt rất là tốt. Thì sản phẩm này khi mà chúng ta lợp những công trình thì có khả năng hạn chế đến 90% những cái nhiệt lượng nó chiếu qua mái nhà để xuyên vào trong mái. Cũng như là vào những cái trận mưa lớn có thể giảm đến 80% những cái tiếng ồn. Và bên em sản xuất tôm súp này sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Những cái sản phẩm mà bên em sản xuất ra thì được cán ra từ những cái cuộn tôn như ở đây chẳng hạn này. Thì những cái cuộn này sẽ cán ra các cái dạng tôn một lớp, nhưng mà tôn 6 sóng, tôn 11 sóng, sau đó thì đưa vào dây chuyền tôn súp này để sản xuất ra thành tôn súp kiểu 3 lớp. Cho nên là cái mức giá của cái dòng sản phẩm này nó cũng rất là đa dạng. Cái giá của sản phẩm nó dao động từ khoảng 120-130 cho đến 220.000 một mét vuông. Nó tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta, cái mục đích sử dụng của chúng ta là lâu dài, là bền đẹp hay là những cái mục đích sử dụng ngắn hạn. Tuy nhiên thì tất cả những cái sản phẩm tôn bên em cán đều là những cái thương hiệu nội địa uy tín chính hãng có bảo hành, chống ăn mòn thủng thấp nhất là từ 5 năm trở lên, có phiếu bảo hành đầy đủ. Đó là những cái thương hiệu như là Việt Pháp này, LC Việt Nhật, Sanco Đông Á, Hoa Sen, Vina, Đại Thiên Lộc, vân vân. Rồi cả những cái dòng tôm cao cấp, những cái dòng hoa cương có chất lượng gấp mạ AVF 100-150 bên em cũng sản xuất, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng để cho quý vị khách lựa chọn. Mỗi một cái sản phẩm thì có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, màu đỏ đậm, màu cờ, xanh dương, xanh rêu, xanh ngọc, thắm đồng chuột, vân vân. Và cái sản phẩm bên em sản xuất ra, quý vị có thể thấy cái mặt phẳng của nó rất là phẳng. Sốp, dòng sốp bên em là sốp trung tính, có độ dày ở cái điểm mỏng nhất là 1/6 và điểm dày nhất là 3/2. Thế là đối với những cái dòng tôn phẳng như là tôn 6 hoặc 11 sóng, còn đối với cái dòng tôn sóng ruby ấy thì nó sẽ dày hơn một chút nữa. Do cái sóng ruby nó cao hơn là cái sóng của sóng phẳng. Các cái mép biên nó cũng rất là thẳng, tương đối là thẳng. Thì chúng ta lợp nó sẽ cái độ ăn khớp, fit cái mối lợp ấy, nó sẽ fit hơn. Ở phía xa kia có một cái quả lô, trên đấy có những cái gai nhọn nó sẽ chọc để thoát hết là những cái khí mà còn tồn động lại trong cái quá trình xảy ra phản ứng hóa học tạo súp, thì giúp cho cái sản phẩm tôn này nó trong cái quá trình sử dụng lâu dài nó không bị bóc tách ra, nó bị oxy hóa những cái nếp súp bên trong, thì dẫn đến cái tuổi thọ của tấm tôn nó sẽ được đảm bảo, tấm súp này sẽ được đảm bảo lâu nhất. Sản phẩm này bên em cung cấp ra thị trường thì đã được một khoảng thời gian rất là dài, 4-5 năm, và được khách hàng đánh giá là rất là tốt, và bên em thì cũng ngày một cải tiến sản chất lượng của sản phẩm để đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu sử dụng của khách hàng, luôn lắng nghe những cái phản hồi từ khách hàng để thay đổi sản phẩm, thay đổi chất lượng sản phẩm cũng như là chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Sản phẩm tôm súp cách nhiệt này bên em sản xuất độ dài theo yêu cầu, những cái khổ rộng khả dụng của dòng tôm này là 1 mét giống như tôm phẳng, và độ dài thì bên em sản xuất theo đơn đặt hàng của quý khách. Chúng ta có thể đặt một đơn một mái công trình, chúng ta có nhiều, cần nhiều những cái tấm kích thước khác nhau, chúng ta hoàn toàn có thể đặt hàng. Bên em sẽ sản xuất đúng theo cái độ dài như vậy thì chúng ta thi công lợp nó sẽ thuận tiện nhất. Sau đó thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển tận nơi cho khách hàng. Tất cả những cái đơn hàng bên em sau khi mà sản xuất xong đều miễn phí vận chuyển đến tận nơi nhà khách hàng, đến tận công trình. Thì chúng ta chỉ việc lợp mái thôi. Một ngày thì nhà em sản xuất vào buổi trưa với cái số lượng nó khoảng cứng 1.000 mét. Thì quý khách mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với bên em, hoặc là cần báo giá về các cái sản phẩm, các cái mức giá của cái dòng tôm súp này thì liên hệ với bên em qua số hotline là 0942 791033.
hoặc là số điện thoại của 7 chi nhánh của Tôn Vinh Nha tại Hải Phòng, Hải Dương như ở Tiên Lãng này, Kim Bảo 2 chi nhánh, Kim Thụy 1 chi nhánh, Dương Kinh 1 chi nhánh, và bên Tứ Kỳ Hải Dương 1 chi nhánh và Não. Thì bên em sẽ báo giá nhanh nhất cho quý vị, hoặc là nếu quý vị có nhu cầu mua hàng thì những cái chi nhánh ở gần quý vị nhất sẽ hỗ trợ vận chuyển cho quý vị nhanh nhất. Rất là mong sẽ nhận được cái sự ủng hộ của quý khách hàng về những cái phản hồi về cái dòng sản phẩm Tôn Shop Vinamart của công ty Tôn Vina bên em. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video của bên em nhé. Ngoài ra bên em còn cung cấp các cái vật liệu lợp mái như là tô vít tán tôn này, đá cắt này, đá mài, đá cắt từ quê hàng, hay là tôn sáng, tôn nhựa lấy sáng, vân vân. Các cái dòng tôn một lớp, 6 sóng, 11 sóng, tôn sóng ngói ruby, phụ kiện như là máng, xối, bùa, đặc biệt là dòng nóc ruby như ở đây. Tôn nóc ruby thường sử dụng cho các cái công trình lợp sóng ngói ruby, và sử dụng tôn nóc này sẽ phù hợp hơn là sử dụng nóc phẳng. Rồi ống hộp mạ kém các loại, hộp mạ kém này, những cái loại ống thì ống mạ kém hoặc mạ kém nóng, hay là các loại sắt V, nhật nà, sắt đặc, vân vân. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của bên em nhé. Em xin kết thúc cái video ở đây.